Đoan Trang phạm lỗi gì trong nghề dân chủ? Từ khi quyết định dứt bỏ nghề báo, phóng viên cần mẫn vì khắt khe trong nghề cầm bút chính thống, phải đối diện với nhuận bút rẻ mạt, không tự do đánh bóng cá nhân, không chứa được tham vọng cá nhân, Đoan Trang chọn cho mình cái nghề dân chủ. Thực tế cho thấy, nghề nào thì đạo đức, tư cách phải đi cùng với trình độ, kỹ năng. Đoan Trang có thể bồi dưỡng kỹ lưỡng cho mình để là một thủ lĩnh dân chủ, viết giỏi, tiếng Anh tốt, kỹ năng phản biện sắc sảo, kỹ xảo xây dựng hình ảnh thân thiện, khả năng lôi kéo đồng bọn xả thân với mình. Nhưng cái thiếu lớn nhất của Đoan Trang đó là tư cách, nhân cách của một kẻ hành nghề chính trị. Phải thừa nhận Đoan Trang khổ luyện thành tài, cây viết sắc sảo. Vì nếu không có tài thì Đoan Trang không thể biên tập được hàng chục cuốn sách dày hàng nghìn trang như thế, dù có bị tố cáo là ăn cắp bản quyền, cắt dán tài liệu. Nếu không có tài thì Phạm Đoan Trang không thể gây dựng lên cả tá tổ chức phản động nổi đình đám và nhận được nhiều tiền tài trợ cũng như hậu thuẫn từ chính giới Mỹ và phương Tây đến thế. Và nếu không có tài thì Đoan Trang không thể khiến kẻ khác đổ máu vì mình và suy tôn thành thủ lĩnh về truyền thông làng dân chủ. Nhưng tài năng không đi cùng nhân cách thì nó hủy diệt chính tham vọng của bản thân và gây hại cho cộng đồng, cho xã hội. Đoan Trang có đầy đủ đức tính xấu xí, kỵ húy đối với tham vọng của một nghề hoạt động xã hội, một kẻ hành nghề chính trị. Đó là chà đạp, bôi nhọ người khác. Đoan Trang đứng sau làn sóng truyền thông hạ bệ lãnh tụ Hồ Chí Minh bằng hành động phỉ báng đức tin, phỉ báng số đông quần chúng ngưỡng vọng biết ơn người. Tuy nhiên, không chỉ chà đạp, bôi nhọ lãnh tụ của dân tộc, Đoan Trang luôn tìm cách để dìm hàng bất cứ nhà dân chủ nào có nguy cơ nổi hơn mình. Từ Trần Huỳnh Duy Thức, Bùi Hằng, Nguyễn Lân Thắng, Nguyễn Văn Đài. Vì có tài và sắc sảo nên mỗi khi Đoan Trang muốn dìm ai thì khiến cho cộng đồng phải tâm phục, khẩu phục và kinh hãi. Đó là phản bội lại nguyên tắc nghề báo, nghề làm chính trị, bồi bút, phát tin giả, ủng hộ tin giả, cổ suý bạo lực, cổ vũ ngôn từ cực đoan, vì tiền mà sẵn sàng xưng tụng cả những giá trị bản thân cô ta khinh rẻ. Đó là phản bội lý tưởng, giá trị xã hội, mang bản chất độc tài, độc đoán nhưng khoác tấm áo dân chủ, bất bạo động, khiến cả sự nghiệp đấu tranh dân chủ của Đoan Trang gây dựng thành trò hề, thiên hạ dễ dàng nhìn thấu bản chất của ta. Chỉ vì không thuyết phục được dân chúng theo mình chống đảng mà cô ta buông lời mạt sát dân là lợn, người Việt hèn nhát. Đó là sự cháo trở trong hành xử. Chẳng hạn, Đoan Trang từng hợp tác với các nhóm NGO ở Hà Nội, gây dựng phong trào tuần hành bảo vệ cây xanh, phản đối dự án thay thế 6.700 cây xanh thủ đô. Nhưng khi Nghiêm Hoa và phe cánh khởi xướng phong trào này không chấp nhận kịch bản chính trị hóa, tuần hành cây xanh, thì Đoan Trang huy động đàn em cước trắng trận phong trào và nhóm Vì Một Hà Nội Xanh. Nó biến thành một dự án xã hội dân sự có tên là Green Tree với tham vọng biến nó thành đảng xanh khi thời cơ đến. Bất đồng với băng nhóm của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh trong điều hành mạng lưới blogger Việt Nam, Trang đã lôi kéo khá nhiều thân tín, chị em, con cháy cắn đôi với Quỳnh, quay sang cô lập và nói xấu Quỳnh với hy vọng phá sập thủ lĩnh tiềm năng này. Cay cú nhóm nhân sĩ trí thức không theo cách thức hoạt động của mình, Đoan Trang không tiếc lời chụp mũ và mặt gọi bậc lão làng đồng bọn là những trí thức phò chính thống trong cái gọi là văn đoàn độc lập. Mới đây, chứng kiến màn Đoan Trang lật đổ và loại bỏ tay chân thân tín trong nhóm phản động nhà xuất bản tự do mới thấy mức độ tanh lòng của nữ lưu dân chủ có nhiều đức tính xấu xí, phản ánh nhân cách thấp kém, bị ràng buộc trong cái tên Đoan Trang chật hẹp, khiến Đoan Trang nhanh chóng tự chính mình lột trần bản chất và xóa bỏ đi manh áo mỏng mà bất cứ kẻ nào đã muốn hoạt động xã hội, đấu tranh chính trị phải dày công vun đắp cho mình. Đoan Trang có thể nói là một bức tranh sống động nhất trong làng dân chủ. Vừa góp phần khiến làng dân chủ Việt sôi động, náo nhiệt, khiến nó tan nát, bẩn thỉu, tang hoang.